Thưa quý vị, Trung tâm nạn nhân chất độc da cam Dioxin và trẻ bất hạnh thành phố Đà Nẵng là nơi chăm sóc và dạy nghề cho hơn 120 trẻ em nhiễm chất độc da cam Dioxin. Những năm qua, nơi đây thực sự đã trở thành một mái nhà thứ hai của các em bởi sự tận tâm, nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ nhân viên tại trung tâm. Những người thầy, người cô cùng cảnh ngộ đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để trở thành những tấm gương nghị lực cho các em noi theo. Do ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam, anh Nguyễn Ngọc Thương sở hữu thân hình nhỏ bé với chiều cao 0,9m, nặng chưa đầy 20kg. Vượt qua nhiều thử thách bằng kỷ lực phi thường, anh Phương hiện nay đã là một thầy giáo đang đương lớp truyền nghề và dạy pha hóa cho hàng chục trẻ em cùng cảnh ngộ. Các học sinh của anh đều gọi anh với cái tên thân thường, thầy giáo Tí Hòn. Với các em, anh không chỉ là người thầy mà còn là người anh đáng kính trong cuộc sống. Khi mình bày các em làm được một cái gì rồi á, thì mình nhìn lại cái khuôn mặt và sự hào hứng của các em á, nó rất là vui. Nên nó làm cho mình thấy nó hạnh phúc và vui hơn. Bản thân mình cũng như các em ở đây thì có thể là suốt đời không có thể có cơ hội để tìm cho mình một người bạn đời được. Đó là cái điều bất hạnh nhất. Và cho nên á, mình không thể có vợ, không có con, không có một mái gia đình riêng. Cho nên mình rất cần có những cái trung tâm như thế này để chăm sóc, nuôi dưỡng các em. Cũng làm việc tại trung tâm hơn 15 năm nay, mỗi ngày chị Phan Thị Thanh đều đặn đến dạy nghề cho các em nhỏ tại đây với đôi chân không lành lặn. Đi lại khó khăn là thế, nhưng chị Thanh chưa bao giờ thôi đam mê với công việc mình lựa chọn. Bởi với chị, nơi đây không chỉ là lớp học bình thường mà là ngôi nhà chung của nhiều mảnh đời bất hạnh. Và chị là người chung tay góp sức thắp lên niềm hy vọng về tương lai cho những thanh niên khuyết tật mang trong mình nỗi đau da cam. Trong cái thời gian làm việc cùng các em, dạy các em thì thực ra thì cái thiệt thòi của các em rất là nhiều, nên khi tới đây thì mình có những cái suy nghĩ là mình truyền đạt hết khả năng rồi để cho các em tiếp thu được cái gì thì mừng cái đó thôi, chứ còn cái khả năng của các em tiếp thu nó chậm hơn những bạn bình thường. Đôi khi mình nhìn các em vậy á, mình thấy có những cái niềm vui mỗi khi mà các em chậm hiểu như vậy, nhưng mà truyền đạt được cho các em á, hiểu được cái gì là riêng bản thân tôi hoặc là các cô ở đây cũng rất là mừng. Các em tại trung tâm đa phần là các em dị tật bẩm sinh do di chứng chất độc màu da cam. Hầu hết các em chậm nói, khó tiếp thu nên việc dạy cho các em rất khó khăn. Không chỉ anh Phương, chị Thanh mà tất cả các nhân viên giáo viên tại trung tâm đều rất đồng cảm và kiên trì, cẩn thận hướng dẫn các em từng ly, từng tí. Qua đó giúp các em cảm nhận được những niềm vui khi đến lớp, có bạn, có thầy, vơi đi mặc cảm trong cuộc sống. Những hành động cao cả nói trên chứng đựng cả một hành trình bao vất vả, buồn vui của các thầy cô, nhân viên xã hội tại Trung tâm Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố Đà Nẵng. Hy vọng rằng các thầy cô luôn vững bước, đam mê với nghề để tiếp tục giáo dục, dạy dỗ các em khuyết tật vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.